Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà cái bàn studio làm nhạc, studio phòng ngủ của mình nha. Đây, còn cái khoang ở đây nữa nè. Dây điện rất là gọn nha, chỉ có một cái pedal xuống thôi. Còn cái bên này, cái dây này là dây của cái máy hút không khí. Đó, quay toàn cảnh nè, studio phòng ngủ. Khỏe thì làm nhạc, còn không khỏe thì ngủ nha. Đây, micro Neumann 103. Và cái bàn của mình á, nó có cái đặc biệt chỗ này. Cái này mình tự đóng luôn để cho nó phù hợp với thiết bị của mình. Hai cây đàn. Và quan trọng đây, đây là quan trọng nè. Bấm nút là lên thôi. Đó. Thấy chưa? Bấm nút xuống. Có thể xuống ngồi dưới đất chơi luôn cũng được. Còn không muốn thì đứng, bấm lên tới cổ luôn, cao vậy đó. Cao tới cổ luôn, đứng chơi thoải mái luôn. Thì thường thường mình ngồi thì mình canh vừa đủ cái ghế loại này nè. Đấy, nhét nó xuống, cứ canh nó vừa đủ cái ghế thôi là vừa mình ngồi. Như vậy đó, xuống chút xíu nữa. Rồi, xong. Bàn phím chuột đều xài Bluetooth hết. Đây là Comlit Audio Controller. Cái này 61 phím. Cái slide này khi mà kéo ra, đẩy tới đây á, là nó sẽ tự hút vô. Nó tự nó hút vô luôn. Còn đây là đèn 88 phím. Đấy, rất ngon lành, thuận tiện lắm. Tự đóng thôi, chứ mua thì rất nhiều tiền nhưng mà bỏ đồ mình vô á, nó không có phù hợp với cái đồ của mình. Cho nên đồ mình có gì thì mình đóng cái đó. Dự định là sẽ dùng cái drum pad này á, cho nó nằm đây. Bàn phím chuột sẽ đưa xuống dưới luôn, làm sẽ đỡ mỏi tay hơn. Ngồi sử dụng chuột nhiều á, cầm tay đưa lên đây cao lắm. Ok nha, bye bye nha.